Mùng 6 Tây tháng 2 năm 2022, khánh thành đền thánh Mẹ La Vang sau nhiều năm sửa chữa. Ngày hôm nay cũng là ngày mùng 6 Tết. Tất cả con dân của mẹ và con cái của Chúa Giáo hội Công giáo đã có mặt tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay 6 Tây tháng 2 năm 2022 để cùng nhau khánh thành trung tâm đền thánh Mẹ La Vang sau khi đã hoàn tất. Thời tiết thì hơi se se lạnh quý vị, 67 độ trong lúc này. Và từ cổng bước vào thì chúng ta thấy có tượng Mẹ La Vang. Và phía sau tượng Mẹ La Vang là trung tâm sinh hoạt và cũng là đền thánh. Chúng tôi được biết cái bức tượng này cũng là một nhà hảo tâm bảo trợ từ trung tâm nhân đạo quê hương, tức là của bà Huỳnh Tiểu Hương quý vị. Và chúng tôi được biết có hai bức tượng, một bức ở đây và một bức ở trong đền thánh. Dạ, đây là bức tượng Đức Mẹ. Khi chúng ta vừa ở ngoài cổng, chúng ta bước vào, đây là ngoài cổng, ở ngoài đường, chúng ta vừa bước vào cổng thôi là chúng ta thấy chặng đường thánh giá, 14 đường thánh giá chính dẫn vào ngay trung tâm, và bên tay phải là tượng Đức Mẹ La Vang, cao khoảng trên 10 feet, khoảng 10 feet, đứng sừng sững. Dạ, để mẹ ủi an, che chở và cầu bầu cho con cái của mẹ. Rất là con dân Việt Nam của mẹ. Và đây là toàn cảnh trung tâm đền thánh Mẹ La Vang sau khi đã xây dựng xong. Thời tiết rất đẹp. Và chỉ có hơi gió một tí thôi quý vị. Đây, trung tâm đền thánh Mẹ La Vang đã được sửa